Ông Christophe đã một lần được ăn thử gạo ST24 của Việt Nam, hồi ông còn bán buôn ngũ cốc ở Paris. Một sự kiện quảng bá nông sản Việt Nam tại chợ đầu mối nông sản Rungis, ông cũng không còn nhớ chính xác là khi nào. Nhưng vị hạt cơm từ gạo ST24 Việt Nam mà ông được mời nếm hôm đó thì ông còn nhớ. Je l'ai goûté et je l'ai dégusté et actuellement tôi đã ăn thử và bây giờ tôi muốn mua về ăn. Nhưng thật không may, tôi không sao tìm được gạo ST24 tại Bỉ. Tại sao Việt Nam không xuất khẩu gạo này sang Bỉ, sang châu Âu? Le Vietnam n'exporte-t-il pas ce riz en Belgique, en Europe? Ông Christophe có lẽ không phải đợi quá lâu nữa. Một doanh nhân Việt Nam tại Hà Lan đang nhập vào châu Âu những loại gạo ngon nổi tiếng của Việt Nam. Những container 25 tấn gạo được kéo về nhà kho gần cảng Rotterdam của Hà Lan là gạo ST5 và ST20. Từ tháng 7 năm ngoái, công ty này đã nhập từ Việt Nam 70 container gạo. Công ty mình nhập hai dòng gạo, tất cả đều là dòng gạo ST. Đây là ST5 dành cho các nhà hàng và đây là dòng ST20 dành cho các cửa tiệm và các siêu thị. Ngoài ra thì hôm nay container tới là dòng gạo 1 kg dành cho khách hàng châu Âu và các siêu thị châu Âu. ST5 và ST20 là hai trong số 9 giống lúa thơm xuất khẩu của Việt Nam được hưởng hạn ngạch về thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do, miễn thuế nhập khẩu vào thị trường châu Âu kể từ tháng 8 năm nay. Cuối năm nay thì công ty sẽ nhập ST24 và container sẽ đi vào cuối năm và đến đầu năm sau thì mình có dòng ST24. Còn về ST25 thì sản lượng Việt Nam mình vẫn chưa đủ thì mình hy vọng là trong thời gian sớm nhất có thể thì mình có thể nhập dòng ST25. Vấn đề nhỏ là gạo ST5 và ST20 đã được miễn thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu. Nhưng hai dòng gạo ngon nhất là ST24 và ST25 thì lại chưa được hưởng ưu đãi thuế quan. Thì lý do là vì khi mà Hiệp định Thương mại còn đang trong giai đoạn đàm phán ấy, thì chưa có hai dòng gạo này. Việt Nam đang đàm phán để bổ sung hai loại gạo này vào danh sách các loại gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế quan khi vào thị trường châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bodenhaven, Hà Lan.